kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, ngay chỗ quầy heo quay của chị Mai nha, Lily, kẹt heo quay bán bánh mì. Cô chú anh chị nào xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Mời cô chú anh chị và các bạn xem Lily chặt heo quay. Thời gian bán từ 6:30 cho đến 18:00. Giá heo quay thì 300k một ký, 300k là đùi, là ba rọi đó. Ba rọi đó nha cô chú, là 320. Nếu mà gọi online thì sẽ bán chị Mai á, gọi cho chị Mai online thì sẽ bán là 300. Bánh mì thì 15k một ổ. Giỡn với chị Tâm á. Đó. Ngoài bán ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ thì chị Mai còn bán ở trong khu B chợ Bình Tiên, cũng như là 46 Trần Quý, và gần ngay chỗ chợ Thiết của chú anh chị và các bạn. Buổi sáng thì Lily bán ở đây nè, buổi chiều tối thì Lily bán đồ ăn vặt, trà sữa ở khu ẩm thực chợ Bình Tây nha cô chú, quận 6. Bán mà không có thời gian để đi sắm vàng luôn là biết rồi. Mấy chị hỏi là kêu sao thứ bảy chủ nhật anh không tới ăn bánh mì. À đó, thứ bảy chủ nhật đâu đi làm đâu. Cười một cái xong rồi trước khi chạy là nghiêng cái đầu, cười cái nữa, trời ơi, bất ngờ Lily tiết lộ sốc vậy, có cái tin gì nữa cho nó hót hót xíu chứ.
đúng không chị nghe? Không. Đúng không? Lâu lâu có cái tin gì nó hót hót xíu chứ. Thấy khe quay rồi. Lâu phải đặt tin dài mà đủ đủ đi không? Dạ. Đèn đủ đủ lên á. Ừ. Chữ gì là sốc nhất bây giờ là hết rồi. Không 909102772 là số điện thoại đẹp theo quay online của chị Mai á. Ai đó không chính, cái này nó chính không chết mà nó không chính. À. Tự nhiên nó không chính không chính. Không chính không chính. Nó chính. Chì luôn nữa, không chính không chính. Tới cho tới rồi. Cái thằng này á, là từ cái căn sạch lao nó sẽ thành một cái ăn màu. À. Nó nhiều nhiều người nói là hả, ăn lao nó kìa cái ghê. Lao nhiều quá thì đưa cho quý vị cho mèo đen rồi. Phải đen rồi nó hết nữa. Mèo không chịu ăn cơm hả? Dạ. Ủa bánh mì hả? Sáu ổ bánh mì. Chị Nga là đại gia của chợ Bình Tiên. Lâu lâu quay đại gia, lâu lâu một xíu để đại gia cài view giúp. Okay. Giá bột xương á chị Nga hả? Tâm tấp nập quá ta. Bánh mì heo quay. Ủa bữa nay sao ít heo quay dữ Ly Ly? Bán hết rồi hả? Có vỏ hả? Hàng gì? Còn có mấy còn đây còn mấy ký à? Có mất. Tâm có cái là gọi mấy cuộc gọi tiếp tục bánh mì heo quay 15k một bộ. Giờ này buổi chiều trời mưa nó khó bán nè, bán đồ ngoài khó hả? Mưa lớn quá trời. Điều cái là điều hiu đi. Người ta cũng ngại đi ra ngoài đường. Mưa, mình cũng ngại. Mưa ngoài trời mà. Mình cũng ngại đi ngoài đường. Mưa là cực lắm. Thank you.
Quá trời bị chửi quá đắt luôn, tối ngày quay heo quay hoài. anh chị nào xem video á, nếu mà mình thích á, thì mình xem ủng hộ giúp em, cũng như là em giới thiệu địa điểm heo quay đến cho cô chú anh chị và các bạn để mình biết, mình ghé mình thưởng thức. Dạ. Còn không thích thì có thể là lướt qua giúp em, có gì đâu mà chửi em, gì là chửi xấu xả thôi à. Bánh mì hoài chị Mai chửi tối ngủ không được luôn á, chửi thôi không thấy, chửi quá trời, chửi đó là chỉ anh biết thôi chứ, rồi chủ kênh biết thôi chứ YouTube nó tự động xóa mà. Cô chú chửi á, lên cô chú mà chửi hung á, lên cũng YouTube nó cũng tự động nó xóa à. Tại vì em cũng đâu có làm cái gì đâu, em quay thôi mà. Lâu lâu rồi nói chuyện đồ chọc chọc mấy chị em cho vui. Là anh lên nút bàn rồi đó. Cũng chửi á. Bị chửi quá trời. Giờ vui thôi. Để đi. Ly nút đồng. Ly nút đồng. Ai giờ kính cô chú anh chị 10 ý mà. Cô chú đến quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn á. Đó. Cô chú đi chợ đó, cô chú đi chợ xong á mua. Đặt cái ổng nghe nha, giùm nha. Cho 7 luôn nha. Nhỏ.
là 5.000 đó. Lấy gì gì? 300 gram. Cái này 4.500 lấy luôn không gì? 4.500. Cho con chân tư nha. Ấy bánh mì tớ. Nghe chặt một cục không? Vậy mà biết, biết chở bánh mì ra. Đúng không? Thôi, đúng là anh bán bánh mì cũng là thú dữ chứ đâu đơn giản đâu. Rồi. À. Anh bán bánh mì mà. Để bữa sau ra chọc anh rồi. Bây giờ ra chọc anh. Chỉ cần nghe tiếng chặt bụp bụp là biết là ngoài chỗ heo quay Kim Mai rồi đúng không? Chở ra thôi. Tứ dữ chứ đâu đừng giỡn đâu. Gọi kiếm mì á, nghe chặt bụp bụp. Đúng rồi đó, hồi xảo em ơi. Vậy là ở đây chặt nhiều hơn ở trong chợ luôn. Ở trong chợ cũng kêu mà. Ủa trong chợ cũng chặt mà. Nhưng mà anh có chở vô trong chợ không? Đó. Có luôn hả? Nhưng mà trong chợ là kêu khác nha. À, kêu khác hả? À. Ít hơn, trong chợ thì kêu ít hơn. Đúng rồi, nhưng mà kiểu là kêu ấy còn ở đây bánh mì gì mai là biết là ở ngoài đây rồi đó. À. Ở trong chợ là không biết. Nghe tiếng của chị Tâm là biết là ở ngoài đây rồi. Không, ở đây cũng nhiều người kêu mà. À. Không biết là ở trong chợ kêu gì. Nó có hiểu ở trong chợ kia. Nói ra 15 ổ. 15 ổ ở trong chợ đó. À. Còn ngoài này là cứ bánh mì chị Mai là tự động là biết là bao nhiêu rồi. Một lần biết ra là tự động là 100 ổ. Rồi. Kêu một ngày. Chị Mai là chở nguyên bội rồi nè. À, tôi chở nguyên bội. Bội này là chắc cũng 100 không? 60. 60. 70 à, 70 hộ. Đó, bánh mì kìa, heo quay kìa. Bánh mì heo quay ổ 20 lấy em 2 ổ. Ổ 20 lấy 2 ổ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha.
hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bye bye, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú anh chị và các bạn.